Đây là dĩa hồng mà mình mới vừa sấy xong nè các bạn. Đó, ngon chưa? Lần trước á, mình sấy một mớ luôn, mình tính để ít bữa rồi quay video. Tại không có thời gian á, nhìn qua nhìn lại không còn miếng nào hết trơn á. Ông xã mình ông mập á, không ăn hết trơn luôn á. Ê, ông xã đứng bên đây nè. Anh có ăn đâu? Mà sao nó hết? Hay là em ăn đó? Không có đâu à. Thành ra muốn bây giờ muốn làm video là phải mua hồng về sấy tiếp rồi các bạn ơi, thấy khổ chưa? Này lần thứ mấy rồi? Lần thứ ba rồi đó. Wow, ông xã ăn dữ vậy hả? Bởi vì cái bụng vệ đó. Phải đâu? Nhìn coi. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay hai vợ chồng mình ăn hồng sấy khô các bạn và uống trà ha. Và tâm sự cái vui buồn và những áp lực khi mà làm YouTube nha các bạn. Dạ. Rất là nhiều áp lực các bạn. Dạ, và sau đây vợ chồng mình bắt đầu ăn nha. Xin mời các bạn nha. Ừ. Uống xíu trà đề, có trà nóng đề. Trà này trà gì đây em? Trà lại á. Ừ, trà lại ha. Trà này mình đem từ Việt Nam qua các bạn, tại vì mình thích cái mùi qua lại á, mà có chút xíu là như mùi lá dứa nữa các bạn, thơm lắm. Thử đi ha. Ok. Dạ, cũng đây đây. Mời các bạn nha. Các bạn. Các bạn biết không, đây là một mớ hồng, này là lần thứ hai mình sấy rồi nha. Lần đầu tiên mình sấy mình tính là sẽ ăn để làm YouTube, nhưng mà nhìn qua nhìn lại không còn trái nào các bạn. Không có bán được cái nào luôn, Không bán được trái nào mà cũng không còn cái trái nào để mà làm YouTube luôn. bán vô bụng không à các bạn ơi. Cứ để đó rồi cứ bốc ra bốc tới bốc lui rồi xong rồi không còn miếng nào các bạn, ghê vậy đó. Hôm nay mình ăn để uống trà hả các bạn, mời các bạn nha. Rồi có các bạn coi là cái này là nửa trái hồng á, hôm bữa nó bự mình sấy lại còn chút xíu à. Rất là ngon luôn các bạn. Làm YouTube với các bạn thì áp lực cũng rất là nhiều, cũng như là làm ở trong công công việc của mình nha các bạn. Có người thì chịu áp lực không được thì nó tăng cân như mình vậy á, còn người mà chịu áp lực không được thì xuống cân cũng như bà xã mình, người ốm người mập không. Cho nên mọi người có cái nhận thức của cái áp lực trong YouTube nó khác nhau không? Có người thì lên YouTube lại phản ảnh lại, có người thì cười hề hề. Hai chồng mình thì chắc cười quá, tại vì các bạn biết à. không, thì nói chung là hai vợ chồng mình đều có công việc ở bên ngoài các bạn. Mỗi tuần thì tụi mình làm 5 ngày một tuần ha, chỉ nghỉ có 2 ngày thôi, nhưng mà nghỉ chung với lại nguyên gia đình của mình và ông xã, chỉ nghỉ chung có một ngày thứ bảy thôi. Cho nên thường là những cái ngày thứ bảy thì mình để dành để làm những cái video, rồi có thể hồi xưa là cái ngày thứ bảy để dành cho gia đình, có nghĩa là đi chơi hay là ăn uống hay là đi đâu đó làm cái gì. Còn bây giờ hình như là mình dành cái thời gian nhiều cho cái YouTube anh hả? Ừ, cũng rất là nhiều các bạn, nhưng mà cái những cái ăn cái hay là đi chơi hàng ngày đó, mình nhân cái cơ hội đó là mình làm YouTube luôn, cho nên nó cũng cũng một công mà hai việc luôn các bạn. À, làm YouTube đó thì thứ nhất đó là nó cũng mang lại cho mình cái niềm vui các bạn, và thứ hai là cái nỗi buồn, và thứ ba là áp lực các bạn. Thì đầu tiên thì thôi mình nói về niềm vui đi Thì ba cái đó mà cái đầu tiên nhất á thì cũng là mình kiếm tiền thôi các bạn. À, thứ nhất là mình kiếm tiền, và thứ hai nữa là cái đam mê các bạn. À, kiếm tiền là một lẽ, nhưng mà nếu mà mình không có đam mê á, thì chắc mình làm cũng không được, đúng không? À, và thứ hai ba nữa là rất là vui các bạn, có nghĩa là mình lên trên đó mình làm YouTube thì mình có thể giao lưu, mình làm quen được rất là nhiều bạn, những cái người bạn làm YouTube giống mình. À, nói chung là những cái người bạn tốt ha, thì có những cái comment, những cái ý kiến đóng góp. À, có những cái người đóng họ không làm YouTube nhưng họ đóng góp rất là nhiệt tình. À, thì mình cái đó mình vui ha, rất là vui luôn. À, và có thể giống như là mình lên trên đó để mình trải, cũng như là những cái cuộc sống hàng ngày của mình đem lên trên đó thì mình cũng thấy vui, đúng không? Rất là vui các bạn. Cho nên mỗi lần mà lên bỏ lên một cái video các bạn, hay là cái lượng người xem á nó lên 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 hoài, hai vợ chồng mình cứ chạy qua chạy ô lên 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 này em ơi, rất là vui. Hay là một cái lượng người đăng ký á các bạn nó lên, rồi có nhiều khi nguyên một ngày đó có hai ba thành viên đăng ký à, cũng rất là buồn, cũng rất là sôi nổi sôi động lắm các bạn, rất là buồn mà vui buồn lẫn lộn hết. Thì có những cái người bạn rất là tốt, có nghĩa là họ ý cho ý kiến thật lòng, có những cái chuyện mình chưa tốt thì họ ý kiến thật lòng rồi đó, cái đó là mình rất là
cảm ơn và rất là hoan nghênh nữa các bạn. Và bên song song đó thì có những cái nỗi buồn các bạn. Nói buồn, đúng ý ra là những cái comment nó không có được tế nhị một chút, nhưng mà mình đừng có lấy cái đó mà làm nỗi buồn ha. Mình nói vậy cho để cho mà chia sẻ với mọi người thôi. Nhưng hai vợ chồng mình không có lấy cái đó làm nỗi buồn, mà là cái cũng như là cái động lực của mình đi. Cái động lực hay là cái, mình cũng biết là ở ngoài xã hội nó có muôn sắc muôn màu không, cho nên mình không có đi một chiều đâu được. Có nhiều lúc nó ngược hướng với mình, mà không vì thế mà mình buồn hay là chán nản. Mình không vì thế mà bỏ cuộc, đúng không? Giống như là tại vì mình khi mà mình làm một cái video các bạn, thì cái công sức của mình bỏ ra nè, cũng như là cái thời gian, cái công sức, rồi cái cũng như là cái nhiệt tình của mình bỏ ra trong đó, khi mình bỏ lên á thì có một hai cái người là để cái tay xuống là mình cũng thấy hơi buồn chút xíu thôi các bạn. Nhưng cái đó là ý kiến của tự mỗi người, giống như nhiều khi họ không thích thì có thể họ bỏ tay xuống không sao cả, nhưng mà có những cái comment các bạn, những cái ý kiến rất là ít thôi nha, mình không có nói tất cả, nhưng một phần rất là nhỏ thôi, cũng như là hơi bị không có tốt lắm hả? Đôi khi mình còn bị lầy ra, rồi đôi khi có ý kiến nói mình này kia nọ thì mình cũng rất là buồn. Lúc đầu mình buồn ghê lắm các bạn, rất là áp lực, buồn lắm. Nhưng mà chắc sau thì từ từ thì nói chung nó cũng có hơi nhiều rất thành quen các bạn. Cho nên mình cứ nói với bà xã mình thì mình không có kêu hay là muốn người ta phải bình luận như nhà như nhỏ, tại vì cái ý của mọi người ha. Cho nên nếu mà mọi người đóng góp mà kiểu mà xây dựng tích cực á, cũng như là cái khuyết điểm của hai vợ chồng mình á, thì cứ mà cũng như là bình luận ra để cho hai vợ chồng mình lấy thấy thế mà thay đổi ha. Còn có nhiều cái bình luận mà một ít thôi chứ không phải nhiều, nhưng mà nó rất là nổi bật, cũng như là nó không có ăn vào đâu á các bạn. Cứ là nói chung là những cái bình luận đó là giống như là hình như nhắm vô mình là nhiều nhất các bạn, hình như là chà đạp mình, nó nói chung là tệ hại luôn các bạn. Nói chung là lúc đầu mình buồn vô số kể luôn, nhưng mà sau thì mình thấy thôi kệ nó đi, tại vì không thể nào mình có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được hết. Thì mình lấy cái số đông đi ha, với lại mình sống thật với cái cuộc sống của cái gia đình mình ha. Thì cứ các bạn, nếu mà các bạn có bị như vậy thì các bạn cũng đừng buồn, cũng đừng có bỏ cuộc. Thật ra mình tất cả cái comment hay là bình luận mà hai vợ chồng mình không có xóa. Không có xóa, dù cái comment nó tệ hay là nó rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt cỡ nào á thì vợ chồng mình không có xóa đâu. Mình cũng vẫn thả trái tim bình thường. Dạ, mình vẫn giữ cái comment lại các bạn. Tại vì mình muốn cho những cái người mà có vô cái video của mình á thì họ đọc được. Và mong là họ hiểu, xong rồi họ thông cảm cho những người khổ sở để mà làm ra những cái video như thế. Cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ vợ chồng mình trong cái thời gian rất là cảm ơn các bạn. Đặc biệt hai vợ chồng mình làm YouTube thì mình chỉ làm những cái clip cuộc sống hàng ngày đời thường ha, pha lẫn một chút hài hước ở trong. Hai vợ chồng mình không có đem những cái vấn đề chính trị hay là tôn giáo hay bất cứ gì vô trong đó hết. Mình đã sống ở Việt Nam rồi, là có rất là nhiều bạn bè, người thân, gia đình vẫn sống ở Việt Nam không? Thì ở đâu cũng vậy, ở qua bên Canada này cũng vậy các bạn. Nếu mà các bạn mà mới qua thì các bạn cũng phải biết ngôn ngữ, phải có trình độ, thì nói chung là ở đâu cũng phải đi làm hết. Thì tùy theo cái trình độ của mình, tùy theo cái gì đó thì mình mới tiến xa trong cuộc sống hay thôi, hay là mà tiến xa mà một là một, còn phải nỗ lực nữa các bạn. Và vấn đề thứ ba mình muốn nói đây đó là những cái áp lực, những cái cực khổ của những người làm YouTube giống như tụi mình. Giống như là khi tụi mình làm một cái video các bạn thì nó tốn rất là nhiều thời gian. Ví dụ như mình á, giống như mình đi ra ngoài mình chơi đi, thì mình đâu có chơi thoải mái giống như những cái người bình thường các bạn. Tại vì mình bận cũng quay phim. Rồi mình đôi khi mình đứng lại mình nói chuyện á, thì có nhiều cặp mắt nhìn mình á,
lúc đầu mình mắc cỡ ghê lắm. Có nghĩa là họ nhìn mình đó, ồ cái người này làm gì vậy? Có cũng như người ta nói, ồ có ngôi sao điện ảnh kìa, nhìn xem mà. Nhưng mà nó mắc cỡ vô cùng các bạn. Lúc đầu nữa là mình không thể nào mình quay được, có nghĩa là mình không có nói được. Người ta cứ nhìn mình mắc cỡ quá, thành ra là bỏ cuộc. Nhưng riết thành giống như là mình đam mê, cho nên mình nói đại. Thì bây giờ khi mà mình đi ra ngoài á các bạn, ví dụ mình có quay á, người ta nhìn mình, đôi khi người quay ra, đôi khi họ còn có những cái lời nói mà cứ là cũng không có lịch sự cho lắm, nhưng mà thôi kệ, tại vì mình thích. Và thứ hai nữa là khi mình những cái bạn mà làm quay mà ăn uống đi, vô trong nhà hàng ăn, các bạn cũng đâu có ăn thoải mái đúng không? Tại mắt quay vô, quay YouTube rồi, đôi khi quay tới quay lui đầu ăn hết trơn, không còn gì ăn luôn đúng không? Dạ, cũng giống như ở nhà thì mình thì hay làm mà nấu ăn thì mình quay video phải không các bạn? Nhưng các bạn biết không, ví dụ mình nấu bình thường, một cái bữa ăn bình thường á, thì mình tốn khoảng nửa tiếng hồ thôi là mình giống như chuẩn bị nấu là xong à. Còn mình quay video các bạn biết không, mình nấu mất mấy tiếng đồng hồ á. Cho nên vậy đó các bạn, mình ở ngoài mình cứ đứng chờ hoài, tới đói meo. Rất là cực các bạn à, đúng không? Chờ ăn rồi riết đói rồi, cho nên ăn khi mà ăn á, ăn rất là nhiều, cho nên cái người nó phình lên lúc nào cũng như ăn, gió vậy đó. Ăn nhiều mà ăn đôi khi ăn nhiều quá cũng bị chửi nữa các bạn ơi, bị lầy la, bị ý kiến. Nhưng mà ý mình muốn nói là khi những cái người mình hiểu được, khi mình làm YouTube mình hiểu được những cái bạn làm YouTube rất là cực khổ các bạn. Giống như có những bạn làm YouTube mà lên những núi hay những cái vùng cao mà ở Việt Nam á, là anh đẻo nè, vừa chạy xe rồi vừa phải quay phim. Quay phim xong rồi về đâu phải như vậy thôi mà để lên được đâu. Mình phải ráp lại, nói lại. Nói chung là một cái video ra là rất là cực khổ cho những anh em làm YouTube rồi các bạn. Rất là cực khổ các bạn. Mặc dù làm theo cái sở thích của mình hay là bất cứ gì cũng mình cũng phải bỏ rất là nhiều thời gian vô đó không. Cho nên mình thật lòng khuyên các bạn, hay là tất cả mọi người luôn, không phải là người làm YouTube không, thì mình xem mình ủng hộ cho nhau đi. Nói chung á, nếu mà mình ủng hộ nhau như vậy thì ai cũng vui vẻ hết. Mà làm YouTube nó dễ dàng vậy, rồi sau này Google nó cũng phát triển. Nên, cho nên lúc trước nếu mà mình có cái vấn đề gì hay là Google nó sẽ càng ngày nó càng khó hơn, rồi cái YouTuber tụi mình nó cũng sẽ khó khăn sau này thêm. Cho nên mình cứ làm theo cái lực đúng lực và hãy ủng hộ lẫn nhau. Giống như là mình muốn nói ở đây là có nghĩa là một cái video mà khi mà ra đó, bất cứ các bạn nào mà bỏ lên á thì mình coi. Tại vì họ làm rất là cực khổ. Thí dụ như mình cảm thấy cái đó nó không có tốt, không vừa ý, mình có quyền có ý kiến các bạn. Nhưng mà giống như ý kiến theo cái bản năng, có nghĩa là những cái YouTube ở cái đó chưa được, bạn ơi bạn làm tốt, làm vậy làm sao, làm như vậy tốt hơn. Thì cái đó là bảo đảm cho các bạn là tất cả các bạn khác đều lắng nghe và sẽ coi để mà có thể làm theo. Nhưng mà có những cái comment mà khiếm nhã đó thì nói chung những cái người làm YouTube cho tụi mình cũng rất là buồn các bạn. Cũng rất là buồn ha. Nói cho các bạn biết luôn thì tất cả cái comment mình sẽ không xóa, chỉ ngoại trừ những cái comment mà nó 100% là spam á các bạn, là cũng như là người ta bỏ vô rất là nhiều link và giới thiệu những cái đó thì nó chạy thẳng vô cái spam trong cái thư mục spam đó, cho nên mình delete. Còn trừ khi một cái đó là rất là ít thôi chứ không có nhiều. Và đa số những cái comment, cái bình luận mà vô trong cái spam của mình á, mình diệt hết, mình cho ra ngoài hết. Tại vì mình cũng không có muốn các bạn ấy mà nếu mà mình bị xóa hay là report hay gì đó có thể ảnh hưởng đến cái kênh của các bạn đó, cho nên mình không bao giờ xóa, mình diệt cho ra ngoài. Mình vẫn vô mình cho thả tim hay là bình luận lại đàng hoàng, không bao giờ mình diệt, ngoại trừ những cái comment mà 100% là quảng cáo cho những cái website hay là người ta giới thiệu hay là hoạt động chính trị hay gì đó, là mình xóa thôi. Mình xóa thôi chứ không có report gì hết. Có một cái video mà vợ chồng mình mà bị rầy la nhiều nhất, đó là cái vườn rau ăn trộm ở nhà ba má mình. Nói chung là mình rất là nhiều luôn á, bị người ta dỗ cái video đó. Nhưng mà tụi mình làm video á,
chủ yếu á là mình muốn cho nó vui chút xíu, chứ nó không có khô queo cứng nhắc các bạn. Nói chung là hai chồng mình nói chung cũng hơi sầm sàm chút xíu, hay nói chuyện tào lao lắm. Thành ra mình làm video cũng muốn cho các bạn vui vẻ chứ cho chồng mình luôn, chứ không có ý gì khác. Và mình làm nói chung là những cái video không có cái gì bậy bạ, mà gọi là nó hơi, nó cũng như nó không có cái gì mà gọi là phạm lực hết, phạm lực hết các bạn, hay là phạm lực pháp hay gì lắm. Thì mình không có khuyến khích các bạn đi là ăn cắp ăn trộm. Thật ra cái đó là làm bộ ha. Có nhiều nhiều người thì có cũng có người ý kiến có theo cái chiều là cũng như đừng có dùng từ trộm cắp hay gì. Thì mình cũng cho nên mình cũng thay đổi một chút là mình bỏ trong dấu ngoặc. Rồi mình bỏ cái warning ở trước, là cũng như là cái đây là cũng như là hài hước thôi, cho nên các bạn đừng có làm thiệt. Dạ, làm YouTube thì cũng buồn vui lẫn lộn không, mà khi mà lãnh được một cái tiền đầu tiên của tháng, hình như là anh 300 mấy các bạn, rất là vui. Mặc dù rất là bỏ công rất là nhiều, bỏ công rất là nhiều các bạn, rất là tốn thời gian các bạn. Cho nên lãnh một tháng đầu 300 mấy, rất là vui. Tháng sau nó lên cấp 2, rồi tháng thứ 3 thì nó lên nữa. Lên chút xíu, nói chung là nói chung có chút xíu tiền thì cũng thấy có động lực hả các bạn ha. Nhưng mà tháng này hình như nó xuống rồi các bạn ơi. Các bạn hình như lo ăn Noel hay sao? Ăn lễ Giáng sinh Noel hay là ở bên Việt Nam lo coi xem bóng đá quá trời quá đất, cho nên tháng này nó xuống. Nói chung là có là được rồi. Nhưng mà tiền là cũng là đầu ha, nhưng mà niềm vui và động lực vui là cũng là chính ha. Cái này chứ nó nhiều lắm rồi các bạn. Cái hồng này á, tại vì á, tại mình cũng không dám ăn nhiều tại nó ngọt á. Cái này là nửa trái đó ha. Cho nên là ăn hai miếng là đã một trái hồng rồi đó các bạn. Cái này nếu mình ăn không hết mình cứ đông đá, mình để một năm hay mấy tháng cũng không sao hết rồi các bạn. Cho nên làm YouTube tất cả các bạn, cho nên hãy ủng hộ lẫn nhau không. Mình làm mình phát triển, cùng nhau phát triển. Dạ, cùng nhau phát triển, ủng hộ với cùng nhau các bạn. Nhờ cái video trước á, mình có nói không biết nó chừng nào nó ra, nhưng có thể nó ra sau cái video này. Nhưng mà mình cái chủ yếu là mình phải giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt á, là mình khuyến khích mấy cái bạn nào mà chưa có làm YouTube á, mà hiện ở Việt Nam á, mà muốn làm YouTube á, thì các bạn nên hãy tìm hiểu, làm đi. Thì không biết, và có thể cái channel của bạn, cái kênh của bạn có thể phát triển, thì lúc đó thì bạn có thể còn hơn mình phải đi làm. Mình nói là một số làm ở công nhân ở Việt Nam, như ở quê nhà chỗ mình đã làm cũng còn rất là khó khăn hơn. Nếu mà mình kiếm chừng 1.000 đô một tháng thôi cũng rất là đủ sống là đủ các sống bạn. Cho nên mình rất là khuyến khích, cho nên hai vợ chồng mình á sẽ cũng như là nếu mà các bạn có đặt ra những câu hỏi để hỏi mình, sẽ trên những cái hiểu biết của hai vợ chồng mình sẽ cũng như là chia sẻ cho các bạn không. Cho nên vừa rồi mình, hai vợ chồng mình cũng thành lập ra một cái trang web mình sẽ để ở dưới trên cái đường link ở dưới ha. Cái trang web có tên là forsechia.com, là nhằm mục đích là mình có thể các bạn có thể đăng ký. Bây giờ nó chưa có hoạt động hoàn toàn không, nhưng mà khi mà nó hoạt động rồi á thì các bạn có thể đăng ký, các bạn có thể bỏ những cái YouTube của các bạn lên đó để mà nhằm mục đích cho các bạn, các thành viên ở trong đó đó biết và bình luận hay là tham khảo lẫn nhau không. Và có thể là mình tránh những cái bình luận mà thiếu tế nhị ở trên YouTube, là cũng như là các bạn qua đăng ký mình đã ký nhờ, thì mình tránh cái đó ở trên bình luận trên YouTube, vì có thể YouTube hay Google nó coi đó là những cái sub for sub hay là spam hay gì đó, có thể ảnh hưởng đến cái kênh của mình vì sao không? Và cái website đó mình nói luôn, đó là các bạn có bỏ lên hay là quảng cáo đều
miễn phí nha các bạn. Là hoàn toàn miễn phí là tại vì mình làm muốn tạo điều kiện cho các bạn cũng như quảng cáo hay là quay biết cùng nhau vậy đó chứ không có gì. Và trên cái website đó thì mình cũng sẽ sưu tầm hay là mình sẽ chia sẻ những cái cách mà những cách khác kiếm tiền ngoài YouTube không? Chẳng hạn như các bạn có một cái website các bạn cũng có thể tìm được. Mình nói đây là cho những người mà chưa từng làm YouTube hay làm của website hay là cách kiếm tiền ở trên mạng ra sao sao không? Mấy người nào biết rồi thì các bạn có thể cho ý kiến. Thì cũng học hỏi thêm. Mình nói ở đây là mình chia sẻ ở đây là những cái sự hiểu biết của mình thôi. Tại vì mỗi người có một cái bậc cái nấc hiểu biết khác nhau không? Ăn nữa thôi. Ăn bây giờ ngon không? Nhưng mà không có dám ăn nhiều. Cái này là một miếng là nửa trái. Dạ. Hai miếng là một trái mà ăn bây giờ anh chắc ăn cũng mấy trái rồi đó. Đủ rồi. Tại bữa mình làm một mớ mình ăn hết trơn rồi các bạn, cái này mình làm lần hai á. Xong cái này mình không cho ăn nhiều nữa đâu, mình để dành đông đá. Cái này mấy cái trái, mấy cái sau này thì nó rất là chín các bạn, cho nên nó rất là ngọt, cho nên sấy nó hơi có màu khác không? Dạ. Cái trái mà nó vừa chín á, mà nó màu còn khác. Tươi á, thì nó màu rất là tươi hơn. Dạ. Còn cái này thì mình có máy cho nên mình sấy được cái màu nó rất là đẹp. Còn có các bạn hỏi tại sao mà sấy cái màu nó bị đen, tại vì sấy trong cái lò nướng á, thì cái nhiệt độ nó không có, mình không có chỉnh được thấp lắm, cho nên nó mau á, thành ra nó cái màu nó hơi bị đen chút xíu. Nhưng mà cái này thì mình sấy để ăn rất là lâu các bạn, tại vì tới mùa hồng á thì ở đây hồng nó rất là rẻ, cái cuối cùng sau mình mua hồng rất là rẻ luôn các bạn, tại vì nó chín hết trơn rồi nó không có bán được nữa đó. Cho mình mua nó rất là rẻ, còn mình về mình sấy mình để dành bỏ đông đá có thể ăn từ từ hay là mình cho bà con là vậy đó. Đúng là các bạn ăn thì cũng chỉ một ít miếng thôi để uống trà thôi. Nhưng mà ăn nhiều thì cũng rất là ngọt các bạn. Ở đây Tết thì ở chợ nó có bán cái loại hồng khô của Trung Quốc mà loại ở ngoài nó có cái bột á, thì nói thiệt ra nó không có ngon bằng cái hồng của mình làm nữa nha. Tại chắc hơi khô thôi. Không chắc phải đâu. Phải không? Ta làm hơi khô hả? Chắc không phải đâu. Thôi. Tại vì chắc bà xã anh làm ngon. Xạo. Thôi xong rồi. Cho nên các bạn làm như vậy sấy khô, không phải là hồng không? Thơm. Ít bữa mình tính là mình chờ cái nào mà thơm á, nó rẻ thì mình sẽ mua về sấy khô hay là xoài cũng ngon các bạn. Các bạn mà ở nhà nào mà trồng cây nhiều, trái cây đâu nhiều á, thì hãy đầu tư mua một cái máy như vậy. Hay là... Mà ở bên Việt Nam mà có nắng nhiều thì mình phơi nắng luôn. Còn ở đây thì tại không có nắng chứ không có chỗ để phơi chứ không có thời gian cho nên mua cái máy. Lúc này mà bây giờ là hết hồng rồi, đâu có hồng nữa ăn đâu. Nhưng mà lúc này bắt đầu những trái cây khác giống như thơm nè, rồi táo rồi cũng được các bạn. Nói chung những trái cây nào mà nó ngọt ngọt rồi mình thích ăn trái nào mình sấy trái đó ha. Rồi xong rồi. Xong rồi uống trà. Xong rồi các bạn, hai chồng mình bữa nay là cố ý là muốn ăn hồng để chia sẻ những cái niềm vui, nỗi buồn, là những cái áp lực của những cái bạn làm vợ YouTube giống như vợ chồng mình ha. Cho nên cái câu rất là quan trọng là mình là YouTuber hay là mình cũng là Việt Nam với nhau không? Cho nên mình hãy ủng hộ cùng nhau phát triển không? Dạ. Và các bạn hãy đến xem cái website của mình không? forsẻchia.com. Sau này nó sẽ khi mà nó hoàn thành đó là nó mình sẽ hai vợ chồng mình sẽ có rất là nhiều dịch vụ miễn phí ở trên đó để cùng nhau chia sẻ với mọi người không? Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình ha. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Xin chào ha. Tạm biệt. Xin chào các bạn. Bye bye.